Đâu đi mua được chơi các bạn. Này là cái gì? Con gà, đúng không? Chạy con gà hỏi. Rồi. Không được, không có gà. Ừ. Đây là đồ chơi thổi. Con bóng ơi, ơi rớt rồi, rớt rồi. Đây nha. Ê, ê, rồi đổ trời người. Ê, bỏ đi. Dạo này cha nói được có lắc mà. Con lắc đổ hết rồi. Không chơi lắc đi. Thôi đừng lắc, lắc đổ hết trơn đó. Rồi. Rồi. Không có gà. Cầm đồ chơi đi, đồ chơi giới thiệu đồ chơi nè. Đây là kẹo cái điện thoại. Điện thoại này nha các bạn. Điện thoại nè. Này bấm rồi, bấm gọi rồi, alo rồi. Có sô cô la nè các bạn. Đây là gì? Cây dù. À, cây dù. À, kẹo luôn. Dù, à, dù đẹp quá. Dù có kẹo. Ừ, dù có kẹo. Rồi, thấy dù. Thấy kẹo mút cung lầu à, cái mút cung lầu à, cầm lên coi. Cung lầu đó, ồ, oh, thấy không? Dạ, cho con. Thấy dù rất là. Mút cung lầu đi cha. Ừ, mút cung lầu. Dạ, mút cung lầu có kẹo. Ừ. Múc cung lầu có kẹo. Đồ chơi giống đó, có đồ chơi nữa đó. Rồi. Kẹo quê. Ừ. Ừ, rất là nhiều kẹo luôn nha các bạn. Ừ, chấp chấp. Chấp chấp. Kẹo quê. Ừ. Có anh Dư. Anh Dư hả?